Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 19 cho một cái mạng một chiều các số tự và hãy tìm các giá trị đầu tiên tìm giá trị đầu tiên mà lớn hơn giá trị 2003 và nếu như cái mạng đó không có giá trị nào thỏa mãn điều kiện trên thì nó sẽ trả về cái giá trị là âm 1. Đấy. Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn hiểu hơn về cái yêu cầu của đề bài này. Ở đây ví dụ mình cho một cái mạng một chiều gồm có 4 phần tử là 1.2, 4.000, trừ 3.000 và trừ 5.000 đúng không ạ? Thì các bạn đã thấy thì kết quả ra về nó sẽ là 4.000 đúng không ạ? Thì vì sao lại như vậy? Thì để làm được điều đó thì mình sẽ phải là lấy từng cái giá trị của mạng này so sánh với 2013 này. Đấy. Lần lượt lấy từ cái vị trí đầu tiên cho đến vị trí cuối cùng. Nếu tại vị trí nào mà có cái giá trị của phần tử mạng mà lớn hơn 2.000, đấy, thì sẽ in ra cái giá trị đó. Và những cái giá trị sau mà nếu như có lớn hơn 2.003 này thì cũng sẽ không in ra. Đấy, tức là khi nào gặp cái giá trị đầu tiên thì nó sẽ in ra ngay luôn đấy. Rồi, với cái trường hợp là cái mạng này nó không có cái giá trị nào lớn hơn 2003. Đấy. Không có trường hợp nào lớn hơn thì đây sẽ là đúng không ạ? Mình sẽ xét với cái trường hợp mạng một chiều đây, có các phần tử là 1.2, âm 400, âm 4.000, âm 3.000 và âm 5.000 thì nó sẽ trả về cái kết quả là trừ 1. Đấy. Nó cũng làm tương tự như cái bước trên. Rồi ok, mình sẽ đi vào dạy chi tiết cái bài toán này. Đầu tiên thì mình cũng cần phải biết một số cái thư viện cần thiết. Ở đây thì mình sẽ dùng một số cái thư viện như Studio, Corel và Math này. Và mình sẽ định nghĩa một cái max ở đây có độ lớn là 100. Rồi, sau khi đã khai báo cái thư viện ở đây thì mình sẽ đi vào cái hàm nhập mạng và xuất mạng. Thì nhập mạng và xuất mạng thì nó đã rất là quen thuộc với chúng ta trong cái phần mạng này. Đó, nên là nó cũng khá là cơ bản, nhưng cũng không thiếu phần quan trọng. Ở đây cái hàm nhập mạng đây mình sử dụng cái câu lệnh cầu tu. Đấy. Khi mà cái số n mình nhập vào đấy nó không thỏa mãn điều kiện cho trước ấy, thì nó sẽ quay lại cái bước nhập. Đấy. Đến khi nào nó thỏa mãn thì nó sẽ thực hiện những cái câu lệnh tiếp theo, đúng không ạ? Và để nhập cái phần tử giá trị của phần tử mạng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lặp for, và trong cái vòng lặp for thì mình sử dụng cái print và scan. Đấy. Và sau khi đã nhập mạng thì sẽ đến cái phần xuất mạng. Xuất mạng thì nó rất là đơn giản, các bạn sử dụng một cái vòng lặp for đây với cái bên chạy là y, khởi tạo cho nó bằng không và chạy đến cái giá trị là n trừ 1. Và sau đó sẽ in ra cái giá trị của mạng. Rồi ok, sau đó sau khi đã nhập xuất và khai báo cái thư viện thì mình sẽ đi vào cái hàm dùng để tính ra cái giá trị đầu tiên mà lớn hơn 2003. Thì ở đây sẽ là kiểu plot đúng không ạ? Nên mình có thể đặt trong tên cho cái hàm đó là tìm giá trị. Đấy, và trong cái đây mình sẽ phải đặt cái kiểu dữ liệu cho cái kiểu A, kiểu có cái mạng A này và N. Rồi, trong cái hàm tìm giá trị này thì mình sẽ làm những công việc như sau. Mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Mục đích của vòng lặp for này thì nó sẽ đi từ xét từ cái giá trị đầu tiên cho đến cái giá trị cuối cùng của cái mạng đó. Y bằng 0 đây. Và sau đó điều kiện là y bé hơn n. Và đây sẽ là y cộng cộng. Trong cái vòng lặp for này thì mình làm gì? Mình sử dụng một cái câu lệnh if dùng để so sánh như sau.
Mình sẽ so sánh cái giá trị AI với cái giá trị 2013, 2003 đúng không ạ? Nếu như AI mà lớn hơn 2003 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm công việc như sau. Thì chúng ta sẽ trả về cái kết quả luôn. Sẽ trả về cái kết quả là AI. Còn nếu như mà cái tất cả các AI này nó không không lớn hơn 2003 thì mình sẽ return về kết quả là âm 1. Đấy. Nó cũng khá là đơn giản đấy. Rồi, thì đây là cái hàm tìm cái giá trị mà lớn hơn 2003 đúng không ạ? Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái hàm main. Sau khi đã viết xong cái hàm tìm giá trị thì ta đi vào hàm main. Và trong hàm main này thì chúng ta cần phải khai báo những cái biến như n này và cái a, mạng a. Đây sẽ là max. Và sau đó sẽ gọi một cái số hàm như là hàm nhập mạng này. Và cái hàm xuất mạng này. Rồi sau khi đã gọi cái hàm nhập vọng và xuất mạng thì chúng ta sẽ đi đến cái hàm tìm giá trị ở đây. Mình sẽ phải khai báo một cái biến gọi là cái biến giá trị với kiểu của nó là kiểu plot, kiểu thực ấy. Đấy, giá trị ở đây mình sẽ bằng cái kết quả trả về của cái hàm tìm giá trị mà mình đã viết ở trước đúng không ạ? Và mục đích của hàm này thì nó sẽ tìm ra cái giá trị của cái hàm tìm giá trị đây. Nó sẽ in ra như vậy. Và sau đó sử dụng một cái câu lệnh print để in ra cái kết quả. Nó sẽ in ra cái kết quả là giá trị đầu tiên lớn hơn 2003 là, đây sẽ là phần trăm chấm 3F, bên đây sẽ là giá trị, địa chỉ của nó là giá trị, và sau đó sẽ là get và return 0. Ok, như vậy là mình đã xong cái hàm main này. Chúng ta sẽ cùng chạy để kiểm tra. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhập cái số phần tử. Mình nhập sẽ là 4. Và không thì các bạn có thể nhập bất kỳ. Ở đây mình nhập trừ 12 chấm về kép thì nó sai đúng không ạ? Đấy. Nên là chúng ta phải nhập lại. Nhập số phần tử là 4, không là 12. Các bạn nhập bất kỳ ạ. Rồi, thì ở đây nó đã in ra cái số phần tử đây là 12, phần tử của mạng là 12, âm 213 và 2222 và 313. Thì cái giá trị đầu tiên mà lớn hơn 2003 chính là 2222 đúng không ạ? Rồi, mình sẽ thử với cái trường hợp mà nó sẽ in ra trừ 1. Rồi ở đây mình sẽ nhập cái số phần tử là 3 và nhập tất cả các số đều bé hơn 2023. Rồi ok, thì nó đã in ra cái kết quả là trừ 1 đấy đúng không ạ? Thì trên đây là cái bài toán mà cách dạy để tìm ra cái giá trị đầu tiên mà lớn hơn giá trị 2003 đấy. Đấy, lớn hơn giá trị 2003. Và nếu cái mạng này nó không có giá trị nào thỏa mãn cái điều kiện đó thì nó sẽ trả về cái giá trị âm 1. Đấy. Lúc này thì mình chưa thử với cái
trường hợp mà trong cái mạng đó có nhiều cái số chặn mà lớn đều lớn hơn 2003 đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập số phần tử là 4 này. Và đây sẽ là 12 này. Mình nhập 3 này. Đấy, như các bạn đã thấy thì trong cái phần tử mạng này có hai cái giá trị lớn hơn 2003 đúng không ạ? Là 3000 này và 4000 thì rõ ràng nó lớn hơn đó. Nhưng ở đây nó chỉ in ra kết quả là 3000 đấy, tức là nó chỉ in ra cái giá trị đầu tiên đó. Rồi. Thì đó là cái cách giải cho bài toán này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.